Không chỉ có bố mẹ của cô bé là anh chị Brian Ruscat và Caroline Ruscat mà toàn thể bệnh viện đã gần như bất ngờ trước cân nặng của bé gái. Khi gần sinh, gần như lúc nào chị Caroline Ruscat cũng đều được hỏi có phải chị sẽ sinh đôi không, và chị chỉ cười. Trước đó, các bác sĩ cho biết con chị khi sinh ra sẽ nặng khoảng gần 5 kg. Tôi đã đi kiểm tra, các bác sĩ cũng nói là con tôi khá to, nhưng tôi không thể nghĩ là cháu lại có thể cân nặng như vậy. Ngay sau khi bé Carissa Ruscat sinh ra, nhiều bác sĩ tin rằng đây là em bé có chỉ số cân nặng lớn nhất ở bệnh viện. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại số liệu, thì vào năm 2002, Bệnh viện Massachusetts cũng chào đón một bé sơ sinh với cân nặng 7 kg. Vì vậy, bé Carissa Ruscat chỉ đứng thứ hai trong danh sách. Trước đó, chị gái của bé Carissa có cân nặng 4,76 kg khi sinh ra, trong khi cân nặng trung bình của một trẻ sơ sinh là khoảng 3,17 kg. Hiện trẻ sơ sinh nặng nhất thế giới là bé Abba Risuddin, người Indonesia, với cân nặng khi chào đời là 8,7 kg. Dad is 6'6", so this is...